Làm thế nào để có thể khai ngộ? Đọc sách ngàn lần, nghĩ ký tự hiểu. Đây chính là cách để khai ngộ. Mỗi ngày bạn đọc kinh, đọc trên ngàn lần, tâm sẽ định lại, tâm định liền sẽ khai ngộ. Tâm không định thì bị mê hoặc, tâm định liền khai ngộ. Vì thế đọc sách, đọc kinh, ý nghĩa chân thật đầu tiên là giúp cho bạn đắc định, niệm cho mất hết vọng tưởng với tạp niệm. Nếu chúng ta không đọc kinh sẽ có vọng tưởng, có tạp niệm. Dùng cách này để tu thiền định, khi định lực đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ khai ngộ thôi. Đó là gì? Tâm thanh tịnh hiện tiền, soi chiếu những chân tướng sự thật bên ngoài. Lúc đó bạn sẽ nhìn thấy là thật tướng. Bạn không có tâm thanh tịnh, thứ bạn thấy là giả tướng, không phải thật tướng. Tướng giả sẽ khiến bạn sanh phiền não, thật tướng sẽ giúp bạn sanh trí huệ, không giống nhau. Phiền não không thể giải quyết vấn đề, phiền não nó có tính giới hạn. Chúng ta nói là tri thức, trí thức có tính giới hạn. Còn có di chứng về sao? Trí huệ không như vậy. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề, lại không có hậu di chứng, không bị giới hạn. Nền giáo học của Trung Quốc từ xưa đến nay đều là cầu trí huệ, chứ không cầu trí thức. Ngay cả Khổng Tử cũng từng nói, Khổng Tử đã cách chúng ta 2500 năm. Ngài ở vào thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, trong Luận Ngữ có nói: kỹ vấn chí học, bất túc dĩ vi nhân sư. Kỹ vấn chí học chính là ngày nay chúng ta hay nói là tri thức. Bạn nhớ được nhiều thứ, đọc nhiều nhớ nhiều, cái này không đủ để làm thầy người ta. Muốn làm thầy của người cần đến trí huệ. Trí huệ không có tính giới hạn, không có di chứng vì sao. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề, trí thức thì không được. Hiện nay toàn bộ đều là trí thức, không còn trí huệ. Chúng ta cần phải minh bạch cái lý này. Chúng ta học Phật, niệm Phật đều vì muốn cầu trí huệ. Hải Hiền Lão Hòa Thượng không có tri thức, nhưng Ngài có trí huệ. Có trí huệ khẳng định sẽ có tri thức. Trí thức của Ngài không phải do học mà có, là từ trí huệ sinh ra. Không phải loại trí thức tà trí tà kiến. Ngài là tấm gương tốt của chúng ta. Mọi người cố gắng niệm Phật cho tốt, niệm đến tâm thanh tịnh, trí huệ liền phát khởi. Cái gì cũng am hiểu, bạn biết hết mọi thứ, bạn biết cách xử lý mọi việc, sao cho thọ đáng nhất. Đây mới là trí huệ chân thật. Cho nên hôm nay là bài học cuối cùng của chúng ta. Tôi mong các đồng học có thể hiểu được bài giảng của mấy ngày qua. Nếu như không hiểu, chúng ta có đĩa ghi hình, mọi người đem về nhà nghe nhiều lần. Nghe nhiều rồi từ từ sẽ hiểu thôi. Như việc chúng tôi có một nhóm đồng học đêm băng hình của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng về bộ Tình Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm, viết ra thành sách vậy đó. Có người nghe đến hơn 100 lần, bởi vì nghe không hiểu được lời Ngài nói, nghe hơn 100 lần liền hiểu ra. Nhất định phải nghe nhiều vào, nghe nhiều tâm sẽ định. Nếu tâm không định, dù có nghe nhiều chắc chắn cũng chẳng ích gì. Tâm phải chân thành, cung kính, chuyển chú mới nghe hiểu được. Nghe hiểu rồi thì đem chúng áp dụng vào trong đời sống của mình, thực tiễn vào công việc, vào trong cách xử việc đối người tiếp vật, thật sự là dùng được, không hề bị uổng phí. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta
chính là cầu sanh tịnh độ. Mãi sau chúng ta lại gặp nhau ở nơi thế giới cực lạc. Đây mới là thật.